Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm mồi câu cá cực kỳ đơn giản dành cho những bạn mà chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta chế biến ra những mồi câu quá là nhiều nguyên liệu đi kèm và những cái nơi câu mà chúng ta cá rất là sẵn và phàm ăn nữa thì chúng ta cũng nên sử dụng những cái nguyên liệu đơn giản để chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Sau đây thì mình sẽ sử dụng một số nguyên liệu để chúng ta làm những cái mồi câu đơn giản hôm nay nhé. Đây là một cái thanh kẹo xốp này mình sẽ sử dụng này, một gói lưng khô này và một gói chảo gà nữa. Cách làm chảo gà này thì khá là nhiều bạn biết rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái mồi câu này và những gói bột chiên giòn này nó có kết dính với nhau nhé. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái gói chảo xốp này đi, chúng ta sẽ kiểm tra trước. Mình sẽ không cứ sử dụng những cái gói mồi câu như là tơ nhện này, nó quá là đắt đỏ. Những bạn mà không câu chuyên nghiệp thì chúng ta cũng không nên sử dụng những loại này. Chúng ta sẽ sử dụng những loại kẹo bánh đơn giản này ngay lập tức, thì chúng ta sau khi mua những gói mồi câu về chúng ta sử dụng luôn. Chúng ta không phải chờ đợi chế biến một cái loại mồi, gọi là chúng ta cũng không đòi hỏi quá nhiều. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách làm rất là đơn giản. Mình sẽ vò nhuyễn cái gói kẹo xốp này nhé. Sau đó thì mình sẽ cắt gói mồi câu này ra, chúng ta cùng làm luôn. Cách làm này thì nó khá là dễ và chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy được những cái nguyên liệu đó. Chẳng hạn như là có khi chúng ta thấy con cái chúng ta đang ăn cái kẹo trên tay, chúng ta cướp luôn, chúng ta làm luôn, rất là nhanh gọn đó. Nói cho vui nhé mọi người nhé. Nói cho người những cái gói bánh cái kẹo này thì không hiếm đâu. Bây giờ mình sẽ thử bỏ vào đây, thì mình sẽ lẫn một chút mồi câu vào đây thì xem nhé, xem cái hợp chất mà chúng ta tạo ra nó có độ kết dính cao nhé. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít nước nữa xem là nó có tạo ra cái độ kết dính mạnh hơn để chúng ta bắt mồi nhé. Chút nữa thì mình sẽ kiểm tra cái độ phân rã của mồi này luôn, xem có độ dẻo nhé. Cũng khá là dẻo mọi người nha. Thông thường thì những gói mồi câu này độ phân rã rất là cao. Khi mà chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái nguyên liệu nào thì nó có tính phân rã cao. Khi chúng ta thả xuống nước thì mồi câu chúng ta ngay lập tức tan luôn. Khi mà chúng ta bắt cái này rồi chúng ta có thể mang ra ngoài ao hồ chúng ta câu được. Chúng ta có thể vắt vào lưỡi lăng xê, chúng ta có thể là vắt vào lưỡi đài, lưỡi đơn. Chúng ta có hoàn toàn là mang một gói mồi câu và một cái thanh kẹo này đi ra hồ câu được rồi. Chúng ta cũng không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều cái nguyên liệu. Và mình sử dụng kẹo này thì nó còn trong cái hầm kẹo này có khá là nhiều cái vi chất, hàm lượng chất trong này rất là nhiều nhé. Có thể là có bơ, trứng, hàm lượng đạm rất là cao. Mình sẽ kiểm tra độ phân rã của gói mồi câu này, của cái hợp chất này nhé. Sau khi mình độ phân rã cũng gọi này do mình nhà chưa tẩm được, chưa được ướt cái lắm cho nên là nó vẫn độ phân rã vẫn còn rất là cao. Miễn sao là chúng ta đã bắt vào lưỡi câu của chúng ta là được. Sau khi chúng ta ném xuống hồ thì nó có thể là sau một thời gian ngắn thì nó có thể phân rã ra. Sau khi ướt rồi nó có tính kết dính rất là cao mọi người nhé. Rất khó phân rã nhé. Cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cái gói kẹo xốp này, chúng ta làm cái nguyên liệu
để chúng ta lẫn vào cái mồi câu của chúng ta được rồi. Để chúng ta sử dụng mồi không thì nó sẽ phân rạn rất là nhanh. Chúng ta cũng có thể cho vào lưỡi được, nhưng mà xuống nước chỉ trong vòng cỡ 5 giây là nó đã tan. Đấy. Chưa, mồi câu của chúng ta chưa tới đúng cái điểm câu thì nó đã phân rã hết rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái gói kẹo sốt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra cái nguyên liệu thứ hai. Mình sẽ cất vào đây. Chúng ta sẽ cùng làm với một nguyên liệu khác nữa nhé. Mình sẽ gói lại cái cục này ngày mai để mình tạo ra cho gà ăn. Hãng phí. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra một gói cháo gà này nhé. Đây là một gói cháo gà. Cái này ở những bạn mà có con nhỏ là các bạn có lẽ cũng không xa lạ với những gói cháo này rồi. Chúng ta thường xuyên sử dụng cháo này để cho con cả chúng ta ăn nhé. Hoặc là chúng ta đôi khi chúng ta vẫn sử dụng để chúng ta ăn sáng những bữa ăn nhẹ. Bây giờ mình sẽ sử dụng gói cháo này nhé. Cháo này mình nghĩ là có độ kết dính cao hơn cái gói kẹo xốp này. Chúng ta cũng dùng một tỷ lệ cháo ít thôi, chúng ta không nên sử dụng nhiều. Bây giờ mình sẽ sử dụng cháo vào đây, đổ chung với mồi câu, xem là nó có cái độ kết dính cao nhé. Chút nữa chúng ta cũng tiếp tục kiểm tra cái độ phân rã của nó trong nước xem sao. Đây là cách làm mùi gọi là dành cho những bạn lười. Đấy. Dành cho những bạn không có thời gian, quá là bận rộn, chúng ta cũng không có thời gian nhiều để chúng ta chỉ biến ra những cái mùi câu giống như bạn bè của mình được. Cách làm này mình cũng khá là hay sử dụng, mình có lúc mình cũng rất là lười. Nghĩ tới chuyện đi câu mà phải làm hết thứ mồi này, thứ mồi nọ là mình rất là nhát. Cho nên là đôi khi mình chơi luôn, mình không đi tìm những thứ chẳng hạn như là sắn, khoai, ngô, rồi bắp, luộc, rồi loại loại là những cái thứ rất là khó kiếm. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái tính phân rã của mồi câu này nhé, em nhé. Đấy. Sau khi mình bắt cùng với chảo gà rồi nó rất là dẻo. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra độ phân rã nó luôn. Mình sẽ kiểm tra xem mùi này có thật sự là dẻo không nhé. Đấy. Rất là dẻo mọi người ạ. Có độ dẻo và độ kết dính cũng khá là cao. Vì mình cho nhiều cháo gà có, nhưng mà cháo gà này cứ nằm trong nước một thời gian thì nó ngậm nước, thì mình nghĩ là trong vòng cỡ 5 phút là nó có tính mềm rồi nhé. Ở phía ngoài thì rất là nhão, ở phía trong thì hơi chắc một chút. Cái này rất là phù hợp với chúng ta đi câu đài nhé mọi người nhé. Hoặc là những cái gọi cháo gà mà khi mà chúng ta xoay nhuyễn, càng nhuyễn nữa thì càng tốt hơn nữa, nó có cái độ kết dính rất là đồng đều. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt thử một cục xem, đẹp vào đây xem nhé. Cái này chúng ta có thể đi câu lăng xê được và câu lục cũng được. Câu lục chúng ta sẽ câu đính vào lưỡi nhé. Đấy, mình sẽ không sử dụng để câu lục vào bằng ổ, nó khá là tốn kém. Đấy. Độ phân rã ở trong nước nó cũng rất là thấp. Sẽ đổ thêm nước nữa. Độ phân rã thấp cho nên là nó khó tan trong nước mọi người nhé. Rất là rắn. Một cục mồi câu khá là rắn mọi người ạ. Cho nên là chúng ta sử dụng cháo gà là một nguyên liệu rất là rẻ và dễ tìm nữa. Đây là cách mà chúng ta sử dụng một gói mồi câu và một nguyên liệu dễ tìm. Bây giờ mình sẽ kiểm tra với một nguyên liệu khác nhé. Trong cháo gà này thì là cũng khá là nhiều dinh dưỡng mọi người ạ. Vừa có tinh bột này, có thêm
nhiều cái khoáng nữa, cá cũng rất là ưa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng lương khô nữa, lương khô nữa để chúng ta xem là lương khô này nó có làm được mùi câu cá không nhé. Bây giờ mình sẽ để là một thanh lương khô này, bây giờ mình sẽ cho nó vào đây để mình làm nhuyễn nhuyễn cái gỏi lương khô này ra, nhuyễn cái mảnh lương khô này ra. Sẽ cho vào đây thì được, để cho nó dễ dốc. Mình sẽ kiểm tra cái hỗn hợp giữa lương khô và mùi câu nó có đều cái tính cao nhé. Sẽ bấm nhuyễn nó ra. Rất là nhiều nguyên liệu để chúng ta làm được những hỗn hợp mồi từ những gỏi mồi câu này. Bây giờ mình sẽ cho một chút mồi vào đây để thử xem là lương khô này có cái độ cái tính cao không, cái độ phân rã trong nước có thấp không. Nếu mà nó độ phân rã của nó thấp thì cũng rất là phù hợp chúng ta đi câu cá trong lương khô này. So với những cái vật liệu vừa rồi thì lương khô này khá là nhiều cái vi chất trong rất là tốt, nhiều cái loại ngũ cốc nó nằm ở đây rồi, đặc biệt là những loại cá rắm cỏ rất là ưa chuộng những loại mồi câu có cái thành phần tinh bột và ngũ cốc nữa, nó rất là ưa ăn những cái loại mồi câu như thế này. Đấy. Lương khô này thì mình thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng câu lăng xê thì khá là ổn mọi người nhé. Nhưng mà chúng ta mà sử dụng câu đài thì nó sẽ không được phù hợp cho lắm, bởi vì mình nghĩ là độ phân rã của lương khô cũng rất là cao, cho nên là nó không thể câu đài được. Câu đài chúng ta cũng yêu cầu trước mắt là cái độ phân rã thấp, và đồng thời nữa là cũng có cái độ tơi nữa, cứng quá cũng không được. Câu đài là chúng ta vẫn phải có cái độ dẻo nhưng đồng thời cũng tính phân rã cũng phải cao, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải làm cho nó cứng, sau đó thì nó mềm sau. Bây giờ mình sẽ thử thả xuống đây xem nhé. Mình sẽ lăn đi lăn lại thì xem cái độ phân rã của nó có cao không. Như vậy là lương khô vào đây rất là chắc mọi người ạ. Mình ngỡ là nó sẽ là rất là tan rất là nhanh trong nước, nhưng mà không phải đâu, rất là cứng mọi người nhé. Cũng không kém đâu, không kém với cái gói kẹo xốp lúc nãy đâu. So với một nhúm mồi này thì nó không có cái độ dẻo trong này nhá, cái mồi không này không có độ dẻo đâu. Đấy, tính phân rã của mồi này rất là cao trong nước. Đấy, còn mồi sau khi chúng ta cho cái hỗn hợp hai loại này lẫn vào nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể ngoắc vào lưỡi đài được, và chúng ta cũng có thể ngoắc vào lăng xê được. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục kiểm tra mùi câu này với một gói bột chiên giòn nữa nhé. Mình sẽ bỏ vào đây, cắt cái gọn chỗ này lại. Chúng ta sẽ kiểm tra mùi câu với bột chiên giòn xem là bột chiên giòn này có thực sự là một cái chất để chúng ta sử dụng cho những lần đi câu của chúng ta nhé. Mình sẽ cắt cái tay tay quẹt cần lau cái tay ạ.
Giờ mình sẽ cắt vỏ chân giòn này ra nhé. Chân giòn là những bà nội trợ là rất là quen thuộc này. Đàn ông chúng ta thì vẫn nhiều người chưa biết đến nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ một câu vào đây, chúng ta lẫn cái hai cái hỗn hợp này lại xem nó nằm à. Khi mà chúng ta nhồi nó với nước thì nó có cái độ dẻo nhé, hay là nó vẫn đeo nó về cái trạng thái như ban đầu. Rồi, giờ mình sẽ cho một ít nước vào đấy nữa, kiểm tra xem cái bột dẻo này, chân giòn này nó có tính dẻo cao không nhé. Khi vào trong bếp mình lục của vợ mình gọi chân giòn ra lại làm mồi câu, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí không mọi người. À, mình thấy bột chân giòn này rất là ưng ý mọi người ạ. Này, những bạn mà đi câu nhá, sau khi mà chúng ta thử lẫn mồi câu cùng với cái bột chân giòn này, các bạn sẽ để biết ngay nó rất là tuyệt vời. Chúng ta khi mà chúng ta lẫn vào, chúng ta bóp lên tay không có cảm giác dính nhá, nhưng mà khi mà chúng ta xòe cái mồi này ra, xẻ cái mồi này ra thì mồi câu này cảm giác rất là dính. Đấy, cho nên mùi này rất là hay. Cách làm này mình nghĩ là số 1 trong cái cách làm từ lúc nãy tới giờ này. Đấy, tay thì không dính nhưng mà lại không có cảm giác gì lên mà tay nhé, rất là tuyệt vời đấy. Đấy, mình nghĩ là bột chân giòn là cái lựa chọn số 1 đấy. Mà so với những nguyên liệu khác thì nó có giá thành cao hơn. Đấy, cho nên là tiền nào thì của nấy nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem sao. Bột chân giòn này rất là rắn ở trong nước mọi người ạ, độ phân rã rất là thấp. Đấy, mình thả xuống là thấy cái nước là vẫn chưa chuyển màu sang màu đục như những loại khác nhé. Chúng ta cũng có thể bắt những cái viên nhỏ lại để chúng ta ngoắc vào lưỡi đài nhé. Như vậy là cái lựa chọn bột chân giòn theo mình nghĩ là mình khuyên mọi người là chúng ta nên sử dụng bột chân giòn để chúng ta làm được những loại mồi câu, mình nghĩ là thực rất là ưng ý đấy. Như vậy là tổng kết lại là hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người ba cách làm mồi câu. Cách đơn giản là chúng ta sẽ kết hợp với những gói mồi bột này, chân giòn này, và một loại lưng khô này. Đấy, hôm nay mình đã kết hợp hai loại là ba loại này. Đấy, và một loại nữa là lúc nãy mình để đâu rồi, đây, một loại nữa là một thanh kẹo xốp nhé. Như vậy là có bốn loại nguyên liệu rất là quen thuộc. Đây là những cái loại thực phẩm hàng ngày, thực phẩm khô rất là sẵn ở trong các cái cửa hàng tạp hóa nhé. Các bạn hãy thử một lần xem thế nào. Và đây là cái cách làm mình cũng thường xuyên làm vào những cái dịp mà mình không có nhiều thời gian để mình làm mồi câu cá một cách cầu kỳ những lần mình rảnh. Như vậy là video đến đây là mình xin phép dừng lại. Hy vọng là qua video này các bạn sẽ đúc kết cho mình một cái phương pháp tối ưu nhất dành cho những bạn mà siêu nhát hoặc là những bạn mà siêu lười. Đại loại là mình nói đùa, gọi là chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta làm mồi câu cầu kỳ, chúng ta hãy sử dụng một trong cái bốn cái cách làm của mình vừa rồi mình đã trình bày. Như vậy là video đến đây mình xin phép dừng lại. Chúc mọi người có những cái buổi câu
vui vẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho những video mình sản xuất. Mình rất vui vì các bạn đã đăng ký kênh mình rất là nhiều, như vậy đối với mình rất, như vậy là đã rất là thành công, mình rất là hạnh phúc. Xin chào mọi người.